Anh Vũ rất hài lòng với lại cái hàm răng mới của mình. Hồi đó nụ cười á, thì còn khép nép lắm, sợ là cái răng mình, tại vì nó vàng quá, cười ra không được đẹp. Nhưng mà hôm nay thì cười tè tét luôn, cười thoải mái luôn, tại vì anh Vũ rất tự tin cái hàm răng mới của mình, với cái độ đều của răng nè, rồi và vẫn giữ được cái từ móm 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 mà khán giả thường quen gọi là Vũ móm của mình. Vũ thích lắm. Với lại anh Vũ thấy rằng là cái đội ngũ bác sĩ ở đây rất là chuyên nghiệp, nhân viên rất là nhiệt tình, mình cảm thấy mình an tâm. Lúc đầu anh Vũ cũng sợ làm răng lắm, tại vì nghe nói là làm răng sứa là phải mài răng rồi đó bị đau rồi bị buốt rồi ăn uống đồ khó khăn đồ dữ lắm, anh Vũ sợ lắm. Nhưng mà khi mà làm xong á, anh Vũ thấy rất là thoải mái, không có ê, cho nên là mình cảm thấy mình yên tâm lắm. Và khi cười cũng vậy nè, đó rất là cảm thấy tự tin vô cùng luôn. Nên là quý vị có điều kiện, có thời gian, có nhu cầu hãy đến với nha khoa Anna, 44 Nguyễn Thị Minh Khai, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, quý vị sẽ hài lòng. Anh này sẽ cho quý vị một hàm răng rất là tuyệt vời, số 1 luôn đó.